chỉ lý cầu cho thánh giáo sư phụ trách sinh bé sáu bé thế trong phòng sáu trẻ và xong chỉ lý cầu cho tu bé phi giáo sư phụ sáu cả bao quát xe trả đĩa thì kia lú tề lú bà xã còn nhà chỉ chỉ pha học khách chẳng đúng trong thiên thiên xuống cầu trong dòng bao nhiêu nông bề thế trả ra thay chế số trả tiền phụ cho phòng chỉ lỡ mới cho chỉ cho chỉ lỡ phụ à đã rồi thấy lý rồi à cho ra từ chỉ cho là chứ cho ra từ chỉ cho là chứ nông gia lu nhớ sầu chế pha la gió rèn ta sáng trăng đùn chúa gió tình chúa chúa sáng sáng đùn rè gió hoa tu rè bao tuấn bằng xe nền nô cũ hay cũ chế xí pha chín đầu vợ xa càng đùn nà kỳ cũ lo tu thì cũ cao sáng đông chế phủ nền nông chín gió xí lo phủ à chúa ra từ chỉ chúa là chứ chúa chúa chứ mà hạn chứ mà bàn giờ to bàn giờ to xe sáu sáu to chân bằng bảy giá trời ta số cha cũ cũng cầu hoa số để luôn nó rình chân cá lò đủ số cũ ngày xin chào cá đầy đủ số làm gì cũ chân nhiều tiền à à lý sư à cho ra thì cho là hạt ta ta cái sau ta chỉ lượng một sao chính cho à chính cho à nãy để cho ra thì tức là cho ra từ cho dù cho thảo dù cho tí nó hôn à cho ra từ có dù khó từ thôi thôi phải cảm ơn hôm nay sẽ chỉ chỉnh cho à chỉnh cho ta lên rồi ta lên chứ xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải nhé. Và ngày hôm nay ấy, thì Mỹ Hải thì cũng có nghe thông tin rằng là cũng có hai ông bà neo đơn mà cũng không có con cái gì, thì nãy thì cũng có hỏi trưởng thôn rồi, thì trưởng thôn cũng có chỉ nhà cho Mỹ Hải là nhà này, thế cho nên là trưởng thôn ấy thì hôm nay là cũng có một chút công việc bận ấy, thế cho nên là trưởng thôn có chia sẻ với Mỹ Hải ấy, rằng là ông ở đây là cũng có biết hát dân ca ấy, biết hát dân ca Mông của mình, mà bác đây là một trong những nghệ nhân ấy là hát được những cái bài hát mà về Đảng Bác Hồ ấy, thì là hát bằng tiếng Mông thôi. Thì nay thì Mỹ Hải thì cũng có vào đến nhà đây rồi đấy, nhà là ngôi nhà của bác ở đây, thì Mỹ Hải là cũng chưa biết tên, thế cho nên là nay thì Mỹ Hải là cũng vào đây, với lại là Mỹ Tủa là cũng có vào thăm gia đình nhà ông bà neo đơn ở đây ấy. Trước mắt Mỹ Hải vào đây là xung quanh nhà ông bà đây ấy, là ở phía bên dưới là cũng có một cái nhà mà chỉnh tường ấy, và còn nhà của ông bà đây là cũng chỉ bưng bằng những cái gỗ như vậy thôi quý vị ạ. Đấy, còn cái phía đầu đốc bên trên này là cũng có bưng được bằng tre thôi. Đấy, còn hai phía bên này, đấy, hai phía bên này thì là cũng có cả trồng được những cây rong giềng. Đấy, rong giềng là những cái củ rong giềng đấy, thì chắc là quý cô bác anh chị ở vùng dưới xuôi thì cũng có những cái củ này, thì Mỹ Hải là cũng không giới thiệu thêm nữa, vì là những cái củ rong giềng này ấy, là ở trên vùng Mỹ Hải ấy, quý vị ạ. Đây thì cũng rất là nhiều bà con dân bản thân thương đây là cũng trồng được rất là nhiều những cây rong giềng như vậy, để mai mốt là những cái củ rong giềng đấy ấy, là theo như ở trên vùng Mỹ Hải, trên vùng cao nguyên đá ấy, quý vị ạ, là những cây rong giềng đây là cũng sẽ để lại để tới mùa đông này, rồi là những cái lá và những cây đây là mình sẽ chặt cho bò, rồi còn những cái củ, rồi là sau đó là mình sẽ đào ra đấy, mình sẽ đào ra để mình mang về để mình sát ra để rồi là mình chăn lợn nhé quý vị nhé. Đấy, những cái củ cây rong giềng đấy là cũng có cho ra hoa hết như vậy rồi. Đấy, thời trẻ ấy, thì Mỹ Hải ấy, là cũng có đi hái những cái hoa rong giềng đây để trong những cái buổi sáng ấy, là để mình được mút nhé quý vị nhé. Và ở ngay trước cửa ông bà đây là cũng có cả những cây tiêu rừng ấy, ngay trước cửa nhà ông bà đấy nó cũng có cả những cây tiêu rừng như vậy quý vị ạ. Đấy, những cây tiêu rừng, những cái lá là như vậy thôi. Đấy, lá là lá này thì quý vị này. Đấy, cũng rất là gai nhé, gai lắm quý vị ạ. Đấy, như cây tiêu rừng đây, nếu mà ở vùng dưới xuôi mà có những cái quán nào ấy là để mổ dê, đấy, mổ dê là những quán dê, là cũng không thể thiếu được những cây tiêu rừng như vậy. Trong quá trình mà như ở bên vùng Tây Bắc thì thường ngày là những lá tiêu rừng đây là thường ngày là mình sẽ ăn pịa, rồi là sau đó là mình sẽ lấy những cái lá tiêu rừng đấy vào mình nấu trong vòng một cái nồi. Đấy, cho vào một cái nồi để mình nấu thăng cố nhé. Và bây giờ ấy, thì là Mỹ Hải là cũng đã đến nhà của ông bà đây rồi. Thì giờ là Mỹ Hải là Mỹ Tủa cũng đã vào trong nhà. Còn bây giờ là Mỹ Hải sẽ đưa quý vị và các bạn vào phía bên trong nhà, rồi là xem ngôi nhà của ông bà neo đơn đây là cuộc sống của hai ông bà là như nào nhé quý vị nhé.
Nho chè chứ nó. Tôi là nho chè. Mua rồi đấy, mua xin tí đấy. Rồi, làm rồi, chỉ tàu rồi. Chỉ tàu, nho chè, nó mình giờ họ, xong nữa xong nếu mà trâu chỗ xa à? Trâu chỗ xa xong. Dù lúc bè làm bè ác chứ. Linh sẽ chứ à? Linh sẽ chứ à? Linh sẽ chứ. Quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng vừa vào nhà ông đây, nhưng mà Mỹ Hải là cũng chưa gặp bà. Thì Mỹ Hải là cũng vừa hỏi ông ở đây rằng là tên của ông là tên gì. Thì ông cũng có chia sẻ với Mỹ Hải là ông có tên là Ly Xê Chứ. Thế cho nên là ông được năm nay là 67 tuổi. Tao ra sông đó. Tao ra xa sông. Đấy, ông có chia sẻ với Mỹ Hải là như vậy nhé. Ô lên chỗ tôi nhập bò đấy, muốn tôi đưa từ là. Đấy cái việc các bạn ạ, thì mình có trao đổi với bác Xê Chứ đây, thì thành ra là bác Mỹ Hải có hỏi là bác gái đâu rồi, thì ông có chia sẻ với Mỹ Hải rằng là bạn ở ngoài nhau chơi được không? Tôi là ấy thôi đấy xây chỉ nên chơi muốn nói mình chỉ tao là chỉ tao. Tao. Ấy ăn bé ăn chưa được không? Hả? Ăn bé ăn chưa? Ủa ăn bé lau thịt đi. Ông bé lau thịt ly. Đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì Mỹ Hải cũng có hỏi bác gái đấy là tên là gì. Thì bác có chia sẻ với Mỹ Hải rằng là bác gái đấy là tên là Lầu Thị Ly nhé. Xong nếu mà con tao xong rồi nè bác. Xong nếu xa chào xong rồi á. Bác gái ở đây là năm nay là được 70 tuổi rồi quý vị ạ. Nên chỉ mua mì tôi mình nhỏ là chỉ mua rồi. Chỉ mua là tiếng người này giao rồi, cái mấy từ mình xài những nhau trên này. Chỉ mua từ từ thôi. Chỉ mua từ từ thôi. Thảo nếu mấy từ mình xài mà nếu bông trơn cho. Bông trơn cho là. Đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì Mỹ Hải là cũng vừa hỏi bác gái đấy ấy, rằng là gia đình nhà ông bà đây là có con cái gì không. Thì qua lời chia sẻ của ông cũng như là bà thì ngày trước là cũng có một cô con gái nhé quý vị nhé, nhưng chẳng may thì ông bà cũng có sinh ra rồi là sau đó là con gái thì là cũng đã khuất núi rồi quý vị ạ. Thì là cũng cho nên là hiện giờ là cũng chỉ còn hai ông bà ở trong một cái ngôi nhà như vậy thôi. Đấy, cũng rất là thương hai ông bà này. Đấy, cũng có nghe những cái thước phim ấy thì như trưởng thôn có nói rằng là bao cực thiệt chứ do đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng có nói với hai bác ở đây. Đấy, thì thành ra là cũng có lời chia sẻ của trưởng thôn ấy rằng là Mỹ Hải vào đây ấy, thì cũng có nghe được là bác trai đây là cũng có hát được những cái dân ca Mông của mình. Đấy, thì thành ra là hát về Đảng, đấy, nhà nước. Thì là bác ở đây thì một trong những nghệ nhân ở trong thôn thì thường ngày là cũng có được các bác ở đây là tín nhiệm rằng là hai ông bà đây là cũng có biết hát nhé. Tí nữa Mỹ Hải là cũng sẽ bảo bác đây hát cho Mỹ Hải cũng như là quý vị và khán giả sẽ cùng nhau nghe nhé quý vị. Chí lý cầu cho thánh do sao phụ cha sinh bé sầu bé thế trong phòng sao chạy và xuống chí lý cầu cho tu bé phi cho sao phụ sầu cả bó của xe trả đĩa thì kia lúa tẻ lúa bà sa còn nhiều chi chi pha học hát sang đồn sông thiên thiên xuống cầu trong dòng bò nhận nông đây thế trả ra thay chế số trả tiền phú cho phòng chí lão mời cho chỉ cho chí lão phụ à. Ta là tay lý dữ là cho ra từ chị chưa là chứ cho ra từ chị chưa là chứ cho ra nhỏ sổ chê phát là dỗ dành ta sáng gió tùn chúa dò tình chúa chúa sơ sẵn tù dê dò khó tù dê bảo tướng bằng thầy nền nô cú hài cú chê xí phá chín rào vỡ xa càng tù nạ kỳ cú lọ tù tì cú cao sẵn tông chê bú nền nông chín gió xí lọ phú cho ra từ chị chưa là chứ cho chứ mà hẳn chứ mà bàn giờ to bàn giờ to xe sáng sủa to chân bằng bảy giá trời ta số cha cũ cũng cầu hoa su đầy luôn nọ rình trên cá lò đủ số cũng ngày xin chào cá đầy đủ số làm gì cũ chính nhiều tiền ta ta lý sư không cho ra thì chỉ cho là hạt ta cái sau ta chỉ lượng một sao chỉ cho hả nó để cho ra thì tức là cho ra từ cho dù cho thảo dù cho tức là hôn à cho ra từ có dù khó từ thôi phải cảm ơn hôm nay sẽ chỉnh cho chỉ cho ta lên là ta lên chứ đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì ông thì cũng
vừa hát về những cái bài hát ấy, thì thật sự ra rằng là theo như tuổi trẻ bây giờ cũng như là Mỹ Hải thôi là cũng không biết hát. Thế cho nên là ông thì cũng chưa ăn cơm trưa, thì hai ông bà thì cũng đang nấu cơm ấy, là cũng chỉ đốt bằng những cái bếp như vậy này quý vị này. Đấy, những cái bếp đây là những cái bếp mà ở đây là những cái bếp mà để gọi là mình tiết kiệm củi nhá quý vị nhé. Đó là những cái bếp như vậy để trong quá trình mà để đỡ lan ra. Đấy, những cái bếp đây là mình phải chế này. Đấy, thế cho nên là mình đun củi vào, thì là cho nên là mình cũng chỉ bén lửa bén ấy, là cũng chỉ ở dưới đáy nồi thôi. Đấy, dạng tượng trưng như là bếp ga đấy quý vị ạ, để đỡ tốn. Còn không bình thường là mình chỉ có một cái kiềng thôi. Rồi là sau đó là mình cũng sẽ đun củi vào, thì thành ra là cũng sẽ bén ra hai bên hết, thế cho nên là cũng rất là khó. Đấy, ông bà cũng chưa ăn cơm. Đa số là người Mông ở trên này ấy, quý vị ạ. Đấy, đa số là người Mông ở trên này thì cũng có một cái bếp ở đun ở đây, và ở trên này là cũng có một cái trần như vậy để mình sẽ giữ trứng ngô ở trên gác trên này nhé quý vị nhé. Đấy, giữ trứng ngô ở trên này để tránh muối mọt cũng như là bị mốc trong những quá trình mà mùa mưa đến. Còn ở đây đấy, ông bà đây là cũng có một cái bếp lò. Đa số là người Mông ở trên vùng cao ấy quý vị ạ, là sẽ để dành riêng ra một cái gian mà cũng vừa đun bếp và cũng vừa có một cái bếp lò đây để mình đun nấu. Còn ở phía bên trong này là như Mỹ Hải thường đi rồi thì Mỹ Hải biết này, là ở phía bên cạnh bên này là cũng sẽ có một cái buồng ấy của ông hoặc là của bà. Đấy, những cái bếp lò đây, những cái bếp lò đây thì khác với những cái bếp lò mà Mỹ Hải đã từng đi nhé quý vị nhé. Những cái bếp lò Mỹ Hải đã từng đi giúp bà con dân bản thân thương ấy quý vị ạ, là những cái bếp lò đây là như ở trong thôn bản ấy là có xây, nhưng mà những cái lỗ hổng ở đây này quý vị này, trong quá trình mà mình đun nấu ấy, nấu cám ấy, là những cái lỗ đây là rất là rộng, thế cho nên là trong quá trình mình đun nấu ấy thì lửa là cũng sẽ bén lên trên hết. Nhưng ngôi nhà ở đây thì hai bác đây là cũng có áp dụng được khoa học kỹ thuật, thế cho nên là cũng có xây được những cái bếp như vậy là cũng rất là gọn gàng. Một bếp này đun từ đầu này thì sẽ thông ra đầu bên kia. Đấy, chỉ đun một lần thôi. Và đun bếp này thì giả dụ như là đun nấu mà để mình đổ mẻ mén ấy, thì bên kia là sẽ là mình nấu cám, tranh thủ để nấu cám, hoặc là để mình sẽ đun một cái chảo nước để mình rửa tay nhé quý vị nhé. Và còn ở phía đằng sau đây, khu nhà của ông bà đây này thì cũng rất là nhiều bí này. Đấy, đa số là ở trên cái quý mà ở trên đất, ở trên vùng cao ấy, là cũng chỉ là bí thôi quý vị ạ. Như các thước phim trước của mình thì mình đã giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cùng biết rồi. Vì là đa số ở trên vùng cao ấy là đến mùa vụ ngô là phải trồng ngô và xen kẽ với những cây dâu cải cũng như là rau dền, rồi là những cây dâu bí. Đến trong quá trình mà mình thu hoạch ngô rồi thì là sẽ còn những cái quả bí và đang nằm trơ vơ ở trên những cái mỏm đá ấy quý vị ạ. Là thu ngô xong là bà con dân bản thân thương ấy là rồi là bắt đầu là sẽ tiếp tục là mình sẽ thu hoạch những cái quả bí đây về. Đấy, những cái quả bí đây lại là không phải bí nếp như ở vùng dưới suối đâu nhá quý vị nhé. Đấy, những cái quả bí đây là bí đây là chỉ là bí ăn ngọn thôi, chứ lại không phải là bí để gọi là mình ăn quả. Đấy, nếu như mà ăn quả được như vậy thì là ở trên vùng cao đây thì cái khoảng bí của ông bà đây thì cũng rất là có giá này quý vị này, là cũng rất là đắt tiền đấy. Thế cho nên là những cái bí đây là sẽ để lấy hạt đấy, để bán thôi, và để mình trồng mà mình ăn ngọn. Rồi là còn lại những cái vỏ đây thì bà con dân bản thân thương ấy là cũng sẽ nấu canh nhạt lên để ăn cùng với mẻ mén nhé quý vị nhé. Còn ở ngay đây, đấy, gia đình nhà ông bà đây thì cũng có một cái ông đũa như vậy. Đấy, đây là những cái chiếc đũa cả của ông bà này quý vị này. Đấy, những ai mà thời 84, 85 thì chắc là cũng sẽ biết những cái đũa cả như vậy để trong quá trình mà mình đun nấu, mình nấu bằng bếp củi đấy quý vị ạ. Đấy, ở ngay trước mặt Mỹ Hải đây là cũng có ông bà đấy, có mấy cái xô. Đấy, mấy cái xô thôi quý vị ạ, mấy cái xô. Với lại là Mỹ Hải thì nãy là cũng có xin phép ông bà rồi, thì cho Mỹ Hải là cũng tham khảo gia đình nhà ông bà một chút. Vì là nay thì Mỹ Hải vào trong này ghi hình ấy, để gọi là thôi thì nghe được thông tin như vậy. Theo lời chia sẻ của trưởng thôn ấy là ông cũng có là một trong những nghệ nhân mà hát những cái ca khúc cách mạng về ngày xưa thời Bác ấy, thì Mỹ Hải nghe được thông tin như vậy thì Mỹ Hải cũng rất là mừng. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng tranh thủ vào để ghi hình một số đoạn, trích đoạn về hát về Đảng và Bác thôi nhé quý vị nhé. Và ở chỗ đây thì là những cái bảng điện của ông bà này, đấy, ngôi nhà của ông bà đây là cũng sập sệ hết rồi quý vị ạ, cũng rất là thương vì là cũng không có con cái nào cả, mà cũng chỉ để chỉ hiện giờ là còn ông và con bà. Và những cái xà ở đây là cũng đã bị vóng hết rồi. Đấy, ông bà phải là tận dụng lại theo một cái cột ở đây
để mình chống đỡ đây, để mai mốt là nếu mà có trời có mưa ấy, mưa gió mà không ủng hộ mình ấy, là ông bà là cũng sẽ chống lại như vậy để tránh những cái cột nhà của mình đây. Đấy, vì là những cái cột nhà đấy ấy, là bằng gỗ thôi quý vị nhé, là những cái cây sa mộc nó cũng rất là mềm. Đấy, lại không phải là mình đổ bê tông hoặc là khung cứng để gọi là trong quá trình mà mưa gió ấy, là không lung lay được. Nhưng những cái cột nhà như vậy ấy, là cũng chỉ bằng dùng bằng những cái nêm. Đấy, mình sẽ nêm lại những cái cột đây này. Thì là theo thời gian thì là những cái cột đây là cũng sẽ bị nghiêng. Đấy, nhà thì cũng bị nghiêng hết rồi. Và ở đây là Mỹ Hải là duy nhất là vào đây ấy, thì Mỹ Hải là nhìn cũng thấy rất là nhiều những cái móc như vậy. Rất là lâu rồi thì Mỹ Hải là cũng chưa nhìn thấy những cái móc như vậy nhé quý vị nhé. Đây là những cái cành cây. Đấy, nếu như theo như ở vùng dưới xuôi mình ấy quý vị ạ, là đáng lẽ ra rằng là mình sẽ lấy một cái đinh hoặc là mình sẽ đóng lấy mấy cái móc quần áo hoặc là như là đó để mình treo lên. Nhưng ông bà đây là duy nhất là lần đầu tiên là trước là Mỹ Hải đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà hiện giờ là Mỹ Hải mới bắt đầu nhìn thấy này. Là cũng có những cái móc bằng gỗ như vậy nhé. Hai móc đều cong hết rồi là sau đó là tận dụng lại rồi là mình sẽ đéo ra như thế nhé quý vị nhé. Rồi là sau đó là sẽ treo lại những cái túi bóng hoặc là những cái chiếc đèn pin của mình. Đấy, là sẽ để vào trong những cái móc như vậy. Đây, hiện giờ là nãy là ông đây cũng có cả một cái móc đây. Đấy, đây trong phía trong này nó cũng có một cái buồng. Đấy, buồng đây là nãy như ông chia sẻ là cái buồng ở trong này là buồng mà để bà sẽ ngủ ở vị trí đây. Còn người đàn ông là sẽ ngủ ở trong cái khu bếp quý vị ạ. Thế cho nên là buồng này là buồng của bà. Thế cho nên là ông cũng có những cái móc như vậy nhá. Đấy, móc bằng móc cây gỗ như vậy này. Thì theo thời gian thì những cái móc như vậy là cũng có bị bám bỏ hóng và cũng đã đen hết như vậy rồi. Đấy, là cũng có móc treo những cái quần áo như vậy. Đấy, những cái móc đây là thật sự ra rằng là lần đầu tiên cũng như là lần thứ hai mà trong đời Mỹ Hải là đã được nhìn thấy những cái móc. Còn ở phía bên này cũng rất là nhiều móc này. Móc ở đây là một móc nữa. Móc này là móc sẽ treo lại những cái mẹt và những cái rổ giá ở đây. Và cái móc rất là nhiều cành ở đây nhé quý vị nhé. Là những cái móc đây là ông cũng sẽ treo lại những cái mũ của mình đây. Đấy, cứ nhiều cành lên như vậy là ông sẽ treo lên. Treo được rất là nhiều. Đấy, treo được rất là nhiều này. Đấy, tận dụng là những cái móc như ở vùng dưới xuôi mà công nghệ bây giờ rồi. Thì mình sẽ lấy những cái móc quần áo để rồi là mình sẽ móc lên. Đấy, còn giường của bà thì nãy là ông có chia sẻ rồi là cũng không có gì. Với lại là ở đây theo như ở vùng dưới thì là gọi là như nào để cho hợp lý thì theo những cái tủ đấy quý vị ạ. Còn ở đây thì những cái tủ của vùng cao đây, những cái này là cái mà thời xưa của ông bà của bà. Đấy, cũng có những cái tôn sắt như vậy. Đấy, có hai cái tôn. Còn những cái giường đây là cũng sập sệ rồi, là cũng chỉ đóng bằng thủ công thôi, cũng chỉ có những cái cưa tay như ngày xưa ấy quý vị ạ. À, nhưng ở trên trần trên này là cũng không có gì. Đấy, ngoài là cũng có những cái tấm bạt như vậy thôi. Đấy, những cái tấm bạt như vậy để trong quá trình mà mình đun nấu trong nhà ấy, là tránh bụi và bò hóng bay vào trong màn. Đây là những cái màn xanh, nhưng hiện giờ là gia đình nhà ông bà đấy là những cái màn đây là cũng đã chuyển màu rồi. Và ở trên vùng cao Mỹ Hải thì như thường ngày là đã từng nói rồi, như người vùng cao trên vùng cao nguyên đá ấy, mà bốn huyện ấy, vùng cao nguyên địa chất toàn cầu mà của công nguyên đá ấy, thì thành ra được UNESCO công nhận đấy quý vị ạ, là bà con dân bản ấy là cũng không thể thiếu được những cái cây đậu như vậy trong cái mùa mà vụ đông xuân như vậy là trồng được những cây đậu như vậy nhá. Thì bà con dân bản thân thương ấy đa số là cũng đều là treo trên gác ấy, cứ đang treo trên gác hết như vậy thôi đấy, để là những cái đậu đây. Cái mùa trước ấy, cái vụ trước ấy là đã ăn hết rồi. Thì còn cái vụ này là sẽ để dành riêng lại những cái đậu như vậy nhé quý vị nhé. Là để sang năm là mình không phải bỏ tiền ra mình mua, mà mình sẽ để lại để tận dụng lại để sang năm là mình sẽ lấy giống để rồi là mình trồng tiếp. Còn ở phía khu bên này thì ông bà là cũng có những cái thùng như vậy để đựng nước này quý vị này. Đấy, được đựng nước này. Đấy, còn ở đây. Đấy, còn ở đây là ông bà cũng có té được những cái bắp ngô ra như vậy để đựng vào trong những cái rổ giá cũng như là những cái quỷ tấu như vậy. Đấy, còn ông còn bà thì cũng chắc là vừa đào được khoai sọ về như vậy nhé quý vị nhé. Đấy, đây là những củ khoai sọ này. Đấy, như ở vùng dưới xuôi quý vị và các bạn ấy, như củ khoai sọ to như vậy thì là cũng mới nên mang ra chợ bán. Còn đường đi lại ở trên vùng cao ấy thì nếu mà có những củ khoai sọ to như vậy mà để gọi là mình mang ra chợ bán ấy thì là cũng phải mất tầm khoảng là
3 đến 4 tiếng thì mình mới vận chuyển được ra ngoài huyện. Đấy, và những cái này ấy, thì là tự cung tự cấp thôi. Đấy, còn đây là những cái nhánh còn con này vẫn phải mang về để mình ăn. Đấy, phía bên này là cũng có một cái máy sắt ngô. Đấy, vì là nhà ông bà đấy là cũng có đường điện rồi. Còn ở phía mà bên trái bên này ấy, quý vị ạ, thì đa số là cứ đến một mùa vụ mà trồng ngô thì bà con dân bản thân thương ấy là cũng không thể thiếu được những cái cuốc như vậy này quý vị này. Đấy, ông bà cũng có những cái cuốc như vậy nhá. Đây. Đấy, những cái cuốc ông bà là có chỉ còn là hai ông bà thôi chứ không có con cái gì. Thế cho nên là hai ông bà là cũng sẽ có hai cái cuốc như vậy để đến mùa mà để đi gieo hạt ngô, đi làm, đi nương. Thì hai ông bà là sẽ tận dụng lại là mỗi người một cái cuốc như vậy nhé. Còn Mỹ Hà thì cũng rất là lâu rồi, cũng không thể là nhìn thấy những cái chặn bát như vậy. Những cái chặn bát đây ấy, thì thời xưa nhà Mỹ Hải là cũng đã từng có những cái chặn bát như vậy nhé quý vị nhé. Và như bây giờ thì hiện tại là như ở vùng dưới suối quý vị và các bạn ấy, là cũng có những cái chặn bát bằng inox rồi là bằng nhôm rồi. Đấy, nhưng mà ở trên vùng cao là nhà ông bà đấy là cũng chỉ duy nhất là có những cái chặn bát như vậy này. Đấy, đây là ở phía bên này là cũng chỉ đan bằng tre trúc và cái lối mà mở cái cánh cửa mà để gọi là mỗi khi mình có thức ăn là mình sẽ để vào trong này ấy, là cũng chỉ có một cái cánh cửa này duy nhất là có bằng cái cánh cửa gỗ này quý vị này. Giờ là Mỹ Hà sẽ mở, xin phép rằng là sẽ mở trong này ra là có đựng được cái gì. Đấy, duy nhất là ông bà ở đây nhá quý vị nhá. Là ở đây là cũng duy nhất là cũng có một, hai cái bát ớt như vậy thôi quý vị ạ. Hai cái bát ớt với lại là còn úp bên trong này. Thì thôi thì Mỹ Hải là cũng không mở cho quý vị các bạn cùng biết xem nữa. Thì chắc, một là chắc là theo như Mỹ Hải nghĩ là chắc là những cái lọ dầu ăn của ông bà. Đấy, còn ở phía bên này. Những cái nồi đây thì những cái nồi mà để gọi là mình đồ mẻ mén đấy quý vị ạ. Vì những cái nồi huyền thoại đây thì Mỹ Hải là ở trên vùng cao Mỹ Hải ấy, thì Mỹ Hải đã từng biết rồi. Những cái nồi đây là những cái nồi đồ mẻ mén. Cho dù là Mỹ Hải không mở ra thì chắc cũng biết rồi. Đấy, những cái khu đây là khu mà để riêng biệt ra của ông bà ấy, là cũng có mắm muối mì chính rồi là bát đũa là ông bà khắc để ra một cái trái bếp riêng ra như vậy. Còn những cái khu trái bếp riêng ra như vậy ấy, thì đây là những cái tấm ván ấy, thì ở trên vùng cao ấy là cũng rất là thiếu thốn nhiều về bạt tre, cũng giống như là những cái phên nứa để gọi là mình đan rồi mình tre. Thì hai ông bà cũng có tuổi hết rồi, thế cho nên là ông bà đây thì cũng có lấy lại tận dụng lại những cái bạt đây để mình tre trong mùa đông này này, để gió đỡ lùa từ ngoài vào. Đấy, để tránh là tránh những cái bát đây quý vị ạ. Đấy, để tránh bụi. Đấy, thế cho nên là ông bà cũng có những cái củi tấu như vậy nhá. Còn là những cái móc cây ấy, thì như ban đầu là Mỹ Hải từ ngoài vào đã giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cùng biết rồi. Đây là cũng có một cái móc cũng rất là to này quý vị này. Đấy, cong từ trên xuống rồi là bắt đầu cuốn lượn từ đây lên. Đấy, là cũng chỉ cái móc rất là to, cũng chỉ để treo một cái túi đây với lại hai cái ca ở đây thôi. Với lại ở phía bên này đa số là toàn tận dụng bằng những cái móc của thiên nhiên nhé. Đấy, của thiên nhiên ban tặng. Đấy, thiên nhiên ban tặng cho thì là có như nào thì mình tận dụng cái đấy, chứ không dùng đinh. Đấy, không dùng đinh nhé quý vị nhé. Đấy, còn ở đây là những cái đôi đũa của ông bà này, là cũng để tận dụng lại sợ bị tránh bụi nhé quý vị ạ. Là ông bà là cũng có treo được một cái túm như vậy, cũng rất là gọn gàng quý vị ạ. Ông bà đây thì một trong những cái ngôi nhà mà Mỹ Hải đã từng đến, mà ông bà đây là cũng sống rất là gọn gàng. Những cái nhà cửa của ông bà đây thì cũng có quét gọn được hết như vậy rồi, cũng rất là gọn nhé quý vị nhé. Đây chắc là ông bà này cũng có nuôi được con lợn thôi, thế cho nên là ông bà cũng có hái được một ít rau lợn rừng về như vậy để ông bà chăm. Thế ở trong góc kia vừa lấy ra treo đây. À, đây ông bà là có tuổi rồi đúng không? Vâng. Đấy. Cụ Lầu Thị Ly 72 tuổi. 70 tuổi. 70 tuổi là mới đây thôi. Đấy, 70 tuổi. Cũng của năm 2022 này luôn này. Đấy, chủ đúng tịch rồi. Của nãy thì bác gái đây thì cũng có chia sẻ rồi. Thế cho nên là Cá Ha cũng hơi khó đấy. Xã Giàng Chu Phìn của huyện Mèo Vạc đây. Đấy, còn của ông là chắc chưa có hay là có rồi? Chưa có. Đấy. Ui, rất là nhiều bí này quý vị này. Cả phía bên này. Phía bên này cũng rất là nhiều bí này. Đấy, rất là nhiều bí. Duy nhất là vào đây thì nhìn thấy đập ngay trước mặt mình ấy, thì những cái quả chuối đây là chắc chắn là chuối ở trên vùng mình rồi quý vị ạ. Đây. Những cái quả chuối đấy là chuối trên vùng mình này. Chuối đây ở trên vùng Mỹ Hải ấy, là thường ngày là người ta gọi là chuối đây gọi là chuối xanh.
Như ở vùng dưới xuôi quý vị và các bạn ấy thì hay có những quả chuối ngự cũng như là chuối tiêu. Đấy, như ở trên vùng Mỹ Hải là có những cái bắp, có những cái quả chuối xanh như vậy thôi. Còn hiện giờ ấy thì là Mỹ Hải là cũng sẽ ra phía ngoài để sẽ quay tổng thể lại cho quý vị và các bạn cùng biết rằng là ở trên vùng cao nguyên đá ấy, là sống trên đá như nào. Đấy, đa số là như ông bà đây là cũng có những cái cây ngô ở phía đằng sau để mình tận dụng lại để mình sẽ đun nấu để mình chăn nuôi gia súc nhé quý vị nhé. Còn là các hộ ở nhà trên này ấy quý vị ạ, đây là những cái cây, đây là không phải là để mình trồng để phủ xanh để lấy bóng mát, mà cái thứ nhất là để lấy bóng mát, và cái thứ hai là sẽ hái những cái lá cây này quý vị này. Đấy, sẽ hái lên những lá cây này về để gọi là mình được chăn gia súc nhé quý vị nhé. Đấy, được chăn lợn về trong cái mùa đông giá rét. Phía bên kia toàn đá là đá. Đấy, còn ở đồi núi này quý vị này, lưng chừng từ đây lên là toàn đá là đá này, trơ hết một màu đá lên quý vị ạ. Và ở phía chân núi kia, đấy, giờ là Mỹ Hải sẽ zoom cho quý vị và các bạn cùng biết này. Đấy, ở phía chân núi đây là cũng có trồng được một ít cây cỏ voi. Và ở phía gần đến ngọn núi đây là thi thoảng là mới bắt đầu là có những cái khóm này. Đấy, khóm cây như vậy thôi. Đấy, vì là ở trên vùng cao đây là những cái cây đây sống ở được ở những cái mỏm và khe đá như vậy ấy, là cũng rất là kiên cường rồi. Vì là mẹ thiên nhiên ban tặng, thế cho nên là tạo hóa đã cho như vậy rồi, thì thành ra là ở trên vùng trên này là đa số là bà con dân bản thân thường trên này ấy, là nhà nào cũng gần như nhà nào, trừ khi là có biết làm kinh tế không thôi. Vì là đường đi lại là cũng chỉ là đi những cái con đường như vậy này quý vị này. Đấy, toàn đá là đá này. Đấy, đường đi lại ấy, là những cái con đường như vậy thôi. Đấy, đi như vậy thì như ở vùng dưới suối quý vị và các bạn ấy, thì cũng có một số quý cô bác anh chị đã từng lên rồi, thì là cũng đã biết rồi quý vị ạ. Đây, đường đi lại mà nếu mà ban đêm, như các cháu nhỏ như ở vùng dưới suối mà 3 đến 4 tuổi ấy, thì sẽ không thể là đi được những cái đường này mà mình đi ban đêm. Vì là mình đi ban đêm ấy thì bà con dân bản thân thương trên này ấy, là đi quen rồi. Cho dù là không có đèn pin nhưng mà được cái là đi quen con đường của mình rồi ấy. Thì những cái có những cái hộ gia đình mà thậm chí là cũng không có giày dép để đi, mà cũng chỉ đi bằng chân đất thôi. Đấy, như ở trong thôn Mèo Qua. Đấy, ở trong thôn Mèo Qua mà như gia đình nhà ông bà Giàng Chưa Chơ ấy, là Mỹ Hải có mua dép vào nhưng mà cũng không biết đeo, lại phải là buộc lấy một cái dây ở phía đằng sau để mình làm một cái quai đeo ấy quý vị ạ. Đấy, nhưng ở đây thì những cái mỏm đá mà sắc nhọn như vậy, mà thậm chí là Mỹ Hải là tả thì mạn phép quý vị và các bạn chứ, ở đây thì là còn là bình thường chứ, như ở phía bên kia. Đấy, ở đây là còn bình thường chứ, những cái mỏm đá mà sắc nhọn như vậy ấy, thậm chí là nếu mà mình đi vào mà sinh tồn ở trong rừng ấy, thì thậm chí là mình không cầm dao búa gì, nhưng mà được cái là mình tận dụng lại những cái mỏm đá đây để mình thái thịt cũng như là mình thái rau cỏ ấy, là tận dụng ở những cái mỏm đá đây là cũng sẽ được nhé quý vị nhé. Đấy, ngôi nhà của ông ba là cũng rất là hẻo lánh quý vị ạ. Cũng ở trong một cái thung lũng như vậy này quý vị này. Đấy, cũng rất là may chăng là hiện giờ là đường điện ấy là cũng có tới trong thôn bản đây rồi. Nhưng được cái rằng là cũng chưa có những cái cột bê tông để chôn xuống dưới, rồi là sau đó là mình sẽ căng những cái dây điện này ra để mình cắm cọc. Đấy, để cho chắc chắn. Nhưng bà con dân bản thân thương đấy là cũng sẽ huy động bà con nhân dân đây là sẽ chặt những cái cây ở đây để gọi là mình cắm cọc để mình làm một cái đường điện như vậy thôi, để mình dẫn vào trong này. Đấy, hôm nay là vào đây thì Mỹ Hải là cũng rất là tiếc rằng là trưởng thôn thì cũng có bận công việc rồi, thế cho nên là không đồng hành cùng Mỹ Hải vào đây được. Đấy, xung quanh hai bên này thì cũng toàn là đá thôi quý vị ạ, ở trong một cái thung lũng như vậy nhé quý vị nhé. Đấy, toàn đá là đá này. Nãy là từ trên đường Mỹ Hải xuống ấy, là ở phía tiếp bên trên. Đấy, tiếp trên kia kìa quý vị kìa. Đấy, tiếp trên cái cột điện bên trên này là nhìn thấy xuống một cái hùm thế này. Đấy, đường trên này này quý vị này, rất là xa. À, đi đâu về? À, ở trong này cũng có mạng cơ à? Có mạng không? Ở trong này không có mạng à? Thế là mình đang dùng cái gì? À, đang dùng qua sim mà để gọi là mình tải về xong là mình xem phim thôi, đúng không? Rồi, ở trong này là em cho anh hỏi tí, ở trong này mình có bao nhiêu hộ nhỉ? 5 hộ. Bao nhiêu hộ ấy, có bao nhiêu nhà ở đây ấy? Chắc là có mười mấy nhà.
À, mười mấy nhà. Ở trong thôn mình đây là có nhà nào có tivi chưa? Tất cả đều có. Tất cả đều có tivi á? Thế nhà ông bà đấy có chưa? Thế, thế bảo tất cả có, nhà ông bà thì chưa có đúng không? À, thế là nhà em có chưa? À, có rồi nhưng mà hỏng hết rồi à? À, thế là mình kéo đường mạng về xem hay là mình chỉ là bắt bằng đầu chảo thôi? À, thế là ở trong thôn mình đây là tất cả các hộ đây là nếu bình thường là các con, mình có con cháu ấy, là mỗi lần đi xem tivi là đi xem ở đâu? Đi những nhà nào có thì đi xem, những nhà chưa có hay là như nào? Những nhà chưa có đi xem những nhà có phải không? À, đấy, khổ nha. Em vừa đi đâu về? Nhận hàng về, đi mua điện thoại à? Không phải, em đặt hàng đến. Đặt hàng đến á? À thế à? Thế năm nay em bao tuổi rồi? Năm nay em 19 tuổi, có bao nhiêu cháu rồi? Có một cháu. À, 19 tuổi mà có một cháu rồi. Thế là chồng em có ở nhà không? À, chồng đấy cắt cỏ rồi à? Chồng đấy cắt cỏ đấy mới tranh thủ nó nói chuyện với anh phải không? Đấy, anh chiều vậy thôi nhá. Thôi được rồi, em cứ đi đi. 19 tuổi mà nó có một cháu rồi, một cháu là năm nay cháu con của em là được bao nhiêu tuổi? À, bao nhiêu tuổi? À, được 10 tuổi. Rồi, cảm ơn em nhá. Đấy quý vị các bạn ạ, qua đây thì Mỹ Hà thì cũng có gặp được một em ở đây. Thì là đang review như vậy ấy, thì là tranh thủ hỏi em đó thôi. Nhưng được cái là ở trên này ấy, thì như em chia sẻ là ở bà con dân bản thân thương đấy ấy, là cũng tivi là hiện giờ là cũng có gần như là hơn chục hộ đây là cũng đã gọi là gần đầy đủ rồi. Đấy, thiếu là gia đình nhà ông bà đây là cũng chưa có tivi để xem thôi. Đấy, vì là ông bà đây là cũng không có con cháu gì. Đấy, thế đâm ra là không có con cái, thế cho nên là chỉ có hai ông bà thôi. Đấy, cũng rất là thương hai ông bà. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải là cũng sẽ vào phía bên trong nhà để rồi là chào ông bà, rồi là Mỹ Hải là cũng sẽ ra về nhé quý vị. Đấy, nay vào thăm gia đình nhà ông bà là cũng nghe được thông tin như vậy và cũng có ghi hình được một chút ít để ông cũng có hát về những cái bài mà ngày xưa mà để gọi là những cái người mà ở trong thôn bản mình ấy, để gọi là ra làng trường bản ấy quý vị ạ, là biết những ca khúc như vậy. Thôi thì giờ là Mỹ Hải cũng sẽ vào phía bên trong, rồi là Mỹ Hải sẽ không tiện quay cho quý vị và các bạn cùng biết nữa. Thì có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải là cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thức phim lần sau của Mỹ Hải nhé.